Rồi đây là hình con khủng long cổ dài nè, khủng long cổ dài chị bạn. Nó là loại này nha. Loại này. Mình mới bơm lên cho chị bạn xem cái mẫu này ha. Mình sẽ quay cho anh chị và bạn xem chi tiết không. Mình sẽ đo chiều dài của con khủng long cổ dài này bao nhiêu không. Một bàn tay mình là 20 cm, nó khoảng không chính xác anh chị bạn, cỡ đó thôi. 2 4 6 6 6 cm là tới đây nè, 6 cm là tới đây. Lên tới đây nữa là khoảng 7 70 cm ha. Chiều dưới lên nè, chiều từ chân lên chị bạn ha. Thì nó phải tầm khoảng có 3 đến 40 cm. Rồi thì mình đã cập nhật các mẫu mã cho chị bạn xem xong rồi ha. Thì mẫu nào bán được thì chị bạn chụp ảnh lại rồi lên những trang thương mại điện tử tìm bán ha, tìm lấy về bán. Hoặc là ba mẹ mua con em cho tay chơi thì cứ lên trên trên Shopee ha, trên mạng thương mại điện tử chúng ta lấy về bán ha. Rồi xin mến chào.